Các bạn thân mến, đây là hướng từ Linh Đường, Linh Đàm đi ra trên nước ngầm. Ở cuối cái đường này, con đường này là đường Hoàng Liệt nhé. Cuối con đường này là cấm đi thẳng, cấm rẽ trái và chỉ được rẽ phải thôi. Thế nhưng có rất nhiều xe máy vẫn đi thẳng, vẫn rẽ trái. Đây là dễ bị công an bắt và xử lý lắm. Tôi đi đoạn này tôi quay lại cho các bạn xem nhé, và cũng để mà chúng ta tránh trường hợp bị bắt oan những chuyện này. Trước mặt là cái đèn xanh đèn đỏ, chúng ta chỉ được phép rẽ phải vào đường Ngọc Hồi đấy, không được đi thẳng cũng không được rẽ trái. Bên kia kìa, bên kia có nhiều, có mấy cái xe bị cảnh sát giao thông bắt này. Bên kia kìa, đây đấy, đi ngược đấy. Đây mình rẽ vào đường Ngọc Hồi này là đúng rồi.